Hơn bắn cá chết luôn các bạn ơi. Một con y máu không. Để bắn cá đi. Được hai con rồi. Chết các bạn. Úi, đâu rồi? Chạy bắn ngay đầu luôn mà chạy gì? Cái gì vậy? Bắt đầu á. Ôi còn không nói chạy gì? Kệ. Nãy lo nhìn bà bắn không biết quay của dính đó, đi ăn chậm chạy các ơi. Đấy, tránh kia luôn hả? Chính luôn kìa. Rồi cầm tới xuống anh luôn đi. Thôi cầm xuống anh luôn đi. Chụp cầm xuống anh đi. Chụp cái đi. Chụp cái chụp cặt khi anh lội xuống bỏ xuống từ từ. Bự vãi cục cứt ra. Chết chưa? Không biết nữa. Lại không còn chạy là chết á. Hết chạy rồi. Anh bắn mà mình đứng từ trời hôi. Cầm đưa lên gót bạn cái máy. Ồ, nắt mấy cái đầu luôn. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Quá đỉnh luôn. À thì bắt có cái chìm bắt có bắt con chìm được rồi chưa? Ôi. Có thấy con chim gì nó kêu đâu mà bắt. Nãy đây hai ba con tôi vừa bắn chim đó. Đó. Từ anh Khánh đứng lại. Anh thấy em mới sợ. Không. Rồi đấy rồi. Không. Rồi xong nó gớt. Lộn nhít gì đó. Nó gớt cái gì mày? Giờ thấy nó rồi. Nó gớt cái đuôi ra. Còn sống hả? Ơ đụng má trèo lên luôn kìa. Kìa. Đâu? Kìa nó trèo lên luôn kìa. Nói hello cô ba. Gắn. Một nữa. Đâu? Như cứt chứ. Bắn gì trên khơi. Thấy không? Hút nữa. Cười thôi các bạn ơi. Nhìn thấy hai người này. Coi người bên kia trở tài nè. Các bạn. Quéo ngắm mối phức tiêu luôn rồi. Bắn đủ quá tao bắn thôi cần gần gần ngang bắn xa hơn tao. Chạy luôn rồi. Nhảy. Trên cái mối luôn các bạn ơi. À, tao bắn đứt cái đuôi. Bắn hai ba người mà tẹt tạc nhắn mối rồi trời. Nó bắn chết rồi.